tên này đang đi trên cái bến Dương Dương. Rồi tới tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, tên này sẽ quẹo con đường 2 Bà Trưng nhé. Nhớ có một con sâu đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn bị tho ngọn tỏ ngọn lu. Các em đi tập thể dục còn mình đi chợ anh chị đi chơi. Trời bắt đầu tạnh mưa hẳn rồi, cái đó một cái điều rất là vui. Ở ngoài đó, còn bên trong đây là nóng khói vui rồi. Sài Gòn buồn lúc tức mưa bay, chủ nhật cuối tuần anh chị. Hôm nay cũng muốn mời anh chị chúng ta sẽ dạo quanh con đường Sài Gòn. Hôm nay đang đi trên cái bến Dương Dương. Trước mặt anh chị đó là cầu Ba Mét, xong là đến cầu Móng anh chị. Xuất phát từ cầu Ông Lãnh, chiều nay định là quay cái khu vực trung tâm Sài Gòn về đêm gửi anh chị và các bạn, nhưng mà không ngờ lại trời lại đổ cơn mưa. Mình mời chúng ta đi dạo nha. Mưa lất phất, mưa bay thôi anh chị, nãy mưa lớn lắm. Nếu không có mưa thì buổi tối ra đây rất là đẹp anh chị. Đây là một con đường song hành mới, nó mang theo dòng kênh Bến Nghé đây nè. Bên phải của anh chị đó là cầu Móng đó, bên kia là bến Vân Đồn. Chúng ta sẽ về với lại Ngân hàng Quốc gia gì ha, bến Dương Dương, xong rồi tới bến Bạch Đằng. Trời có vẻ cũng ngớt ngớt mưa rồi. Mời anh chị đi ăn vòng nha, đi ăn vòng 2 Bà Trưng, sau đó tới Hồ Con Rùa. Con đường chúng ta đi đó anh chị. Sài Gòn bắt đầu lên đèn rồi. Có một số người thì cũng ra khu vực cầu Móng, mưa bay, tung tăng với người yêu. Thường thường đó, ban ngày thì ở khu vực trung tâm thì vắng anh chị, nhưng mà buổi tối rất là đông. Đa số là bạn trẻ thôi. Đi dạo, đi uống cà phê, đi ăn. Người có tiền thì vào nhà hàng ăn, còn người không có tiền đó thì ngồi lề đường thôi, ngắm cảnh người qua lại. Rồi đây là cầu Khánh Hội đây anh chị. Chắc có lẽ là anh chị đi chơi với Sinh Y biết rồi anh, nếu mà khán giả mà thường theo dõi Sinh Y đó thì bắt đầu là rành Sài Gòn anh chị ha, đặc biệt những anh chị xa Sài Gòn đã lâu, nhìn thấy những cái video này thì có thể là muốn anh chị lên Sài Gòn hoặc là về Sài Gòn. Nếu định cư ở nước ngoài thì nhìn sẽ biết là đường này chúng ta sẽ đi đâu. Bến Bạch Đằng, Bản Què. Trời mưa đó anh chị, chứ không mưa là giờ đông lắm. Chiều cuối tuần mà. Bây giờ chỉ có 5 giờ rưỡi thôi anh chị. 5 giờ rưỡi mà bến Bạch Đằng vắng.
có một số người đó, người ta đi làm tư nhân thì buôn bán thì cũng đâu có nghỉ chủ nhật anh chị. Trung tâm rồi tới tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Tinh Y sẽ quẹo con đường Hai Bà Trưng nhé. Ngày xưa anh chị đã từng đi con đường này. Ngày xưa anh chị đã từng ở Tân Định thì nếu mà đi từ bến Bạch Đằng chỉ có con đường Hai Bà Trưng là coi như là ngắn nhất anh chị. Tân Y chạy trên con đường của anh chị đã từng đi để chúng ta dễ dàng hình dung. Thôi quyết định là mình không có về Hồ Con Rùa. Mình về tới chợ Tân Định nha anh chị ha. Đối với cuối tuần đó thì nó không kẹt xe bao nhiêu anh chị, chỉ có trong tuần thôi, người ta đi làm tan sở làm thì kẹt xe. Cuối tuần thì nó nhẹ nhàng hơn, ít lượng xe lưu thông đó. Bắt đầu những cái nhà hàng bắt đầu lên đèn thì tất nhiên là với cái tình hình kinh tế hiện tại cũng khó khăn, nên chính vậy trên con đường này vẫn còn những cái nhà mà cho thuê nguyên căn được với giá quá cao, cao nhất ngưỡng, nên có những cái quầy người ta cho thuê nguyên căn. Đây là cái nhà đèn bên phải, nhà đèn năm xưa nè. Và con đường đoạn này là phía sau nhà hát lớn thành phố. Chuẩn bị là chúng ta băng qua con đường Lê Thánh Tôn. Trời tạnh mưa rồi. Nhớ có một cái câu đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu. Nói đến Mỹ Tho thì hôm nào Sinh Ly sẽ mời anh chị đi Mỹ Tho nha. Mỹ Tho bây giờ phát triển lắm anh chị. Nhưng mà khi mà có cái cầu Rạch Miễu không còn phà nữa thì Bến Tre còn phát triển hơn Mỹ Tho nữa. Mỹ Tho Định Tường năm xưa, một cái vùng đất cổ của vùng đất Phương Nam. Rồi bây giờ mời anh chị đi qua con đường Gia Long. Đây con đường Gia Long phía trước mặt anh chị đó, đây là Lý Tự Trọng. Cũng chưa lên đèn đường anh chị nên nó hơi tối chút xíu. Bây giờ anh chị thấy trời còn mưa đâu đó nhiều, tại rác nhiều nơi nên có nhiều người mặc áo mưa. Sài Gòn là thế, ban buổi sáng thì nó nắng gắt lắm, đến buổi trưa, bắt đầu là chuyển mây và
những cái cơn mưa chiều thì nó như thế này. Lâu lâu thì có một cái ngày buổi chiều đẹp thôi. Mùa mưa mà ở Sài Gòn chợt nắng chợt mưa. Nói đến cái câu đó thì xin đi nhớ bài hát nha. Sáng sáu trời mưa không dứt, trời không mưa anh cố lạy trời mưa. Đây trước mặt anh chị đó là đại lộ Thống Nhất. Chúng ta sẽ đi về chợ Tân Định. Bên phải là về chợ Phú, bên trái là về Dinh Độc Lập. Con đường Hồng Thập Tự, Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là một cái video mời anh chị chúng ta đi dạo, chúng ta nhìn Sài Gòn thôi nha anh chị ha. Nó rất là đơn giản thôi, nó không có một cái chủ đề gì chủ đạo. Cũng đỡ anh chị, nó làm xoa dịu cái không khí oi bức của Sài Gòn. Và một điều rất là hạnh phúc nữa là coi như bây giờ đã tạnh mưa rồi. Các cô các chú mà bán lề đường thì nó cũng đỡ, chứ không là chùm lại buôn bán cũng đâu có được. Chưa lên đèn
công viên ngày hôm nay. Nếu không nói ra thì đâu có biết ai biết đây là một cái nghĩa trang rất lớn năm xưa. Nghĩa trang đó. Các em đi tập thể dục ha. Các em đi tập thể dục, còn mình đi chợ anh chị đi chơi. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Nói với đến vùng đất Tân Định thì có rất là nhiều kỷ niệm của khán giả trên kênh Xin Đi Đoàn, trong đó có cô chú anh chị và các bạn. Cứ mỗi lần mà quay khu vực Tân Định thì Xin Đi gặp rất là nhiều, được nhận rất là nhiều cái comment chia sẻ về kỷ niệm rất là thân thương. Mình băng qua con đường Võ Thị Sáu Hiền Vương, đi thẳng thì em gì nhớ một cây cầu anh chị ha, đó là cầu Kiệu với con đường là Võ Duy Nguy, nay là Phan Đình Phùng. Nhà thờ, tháp chuông nhà thờ Tân Định đang giờ thánh lễ gì, lễ cuối tuần mà rất là đông. Ngôi trường Thiên Phước của các chị. Rồi khu vực chợ Tân Định đây. Trời bắt đầu tạnh mưa hẳn rồi, cái đó một cái điều rất là vui. Chợ Tân Định, giờ chợ Tân Định đóng cửa là anh chị ha, tối rồi. Chợ Bến Thành thì còn buổi tối, dạo này bán buổi tối đó anh chị. Mình phải quẹo bên hông chợ thôi anh chị. Để coi Thương còn buôn bán không, trời ơi còn buôn bán trái cây nè. Ôi xin lỗi, ở ngoài đó, còn bên trong đây là đóng tối thui rồi, các tiểu thương dọn chợ rồi. Rồi con đường phía sau chợ. Còn bán một số người ta còn bán rau cải buổi chiều cho những người ta đi làm về là người ta mua đó. Mới đi qua con đường Mã Lộ đó, con đường phía sau chợ. Và đây là bên trái là bán vàng, bên phải lòng chợ là bán thức ăn. Rất nhiều hàng quán nhưng mà nó không có được đông vui giống như ngày xưa. Ngày xưa thì cả một cái dãy buôn bán bún bò, bán đủ thứ hết. Rồi xin đi quẹo tới nhà thờ Tân Định. Có duyên thì chúng ta nghe tiếng chuông ngân vang nhà thờ trong đêm thánh lễ cuối tuần thì cũng rất là hay.
rất là vui. Một chiều cuối tuần Sài Gòn mưa bay, tình đây chở anh chị đi vòng để chúng ta ngắm Sài Gòn thân yêu, có kỷ niệm đối với anh chị và các bạn. Từ bến Bạch Đằng, con đường Hai Bà Trưng đến cái mảnh đất Tân Bình ngày ấy và bây giờ. Sunny thân ái mến chào, kính chúc anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.